Jenny Huỳnh bóc trần sự thật khi vào đại học top 3 thế giới phải dùng chung nhà vệ sinh với 20 người trong ký túc xá. Đậu vào trường đại học Stanford, ngôi trường được biết đến là nằm trong top 3 trường đại học nổi tiếng nhất thế giới. Những trải nghiệm của Jenny tại ngôi trường này vì thế cũng là điều khiến nhiều netizen quan tâm. Những YouTuber trẻ cũng tích cực chia sẻ nhiều điều sau thời gian học tại trường. Tuy nhiên, không như nhiều người tưởng tượng về một cuộc sống đại học như mơ, Jenny Huỳnh đã chia sẻ về những sự thật ít ai biết khi sống trong ký túc xá ở trường. Theo đó, Jenny Huỳnh cho hay mình phải dùng chung nhà vệ sinh với 20 người khác trong ký túc xá. Điều này ít nhiều khiến nữ tân sinh viên cảm thấy khá bất tiện cũng như khó khăn trong việc sắp xếp thời gian. Ngoài ra, Jenny Huỳnh còn thẳng thừng cho biết mình không thể ăn tối trong ký túc xá vì đồ ăn không ngon. Nữ YouTuber Gen Z vì thế đã tự đạp xe đi một đoạn xa để có thể ăn tối ngon miệng hơn ở một nơi khác bên ngoài. Jenny cho biết thêm cô cũng khó quay nhiều vlog chia sẻ như trước và vẫn đang nỗ lực để thích nghi với cuộc sống đại học hiện tại. Dù vậy, bên cạnh đó, Jenny vẫn có nhiều trải nghiệm thú vị khi bước vào cánh cổng đại học, nhất là tại nơi nổi tiếng top đầu thế giới như trường cô đang theo học.